Người lao động được đào tạo có trình độ tay nghề luôn gắn với cơ hội tìm kiếm được việc làm, thu nhập ổn định so với lao động chưa qua đào tạo. Nhận thức rõ điều này, công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu của xã hội được tỉnh quan tâm. Trên 15.000 lao động được đào tạo mới và bồi dưỡng nghề trong năm qua cũng đồng nghĩa với việc thêm hàng nghìn lao động có việc làm và thu nhập tốt. Làm thợ này được 6 năm, thậm chí đã thành lập tổ nhóm nhận thi công không ít công trình. Song chỉ đến khi tham gia lớp học nghề xây dựng do địa phương tổ chức mới đây tại thôn, anh Cư A Sùng mới nắm bắt và thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản. Qua cái lớp đào tạo này rồi ấy, thì cái đội chúng em này cũng có cái kỹ năng hơn về bác gốc, rồi là kỹ năng soi cái mặt chuẩn chỉ. Chúng ta cũng phần nào cũng nắm được và cũng có thể tự chỉ ra, tự đọc được một số cái bản vẽ nó cơ bản. Rồi là một số cái liên quan đến cái đảm bảo an toàn về lao động ấy. Học nghề để biết, để làm việc tốt hơn và có thu nhập cao hơn. Không những thế, nhiều lao động đã nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của chứng chỉ nghề là điều kiện cần để họ thuận lợi hơn khi bước vào thị trường lao động. Quan trọng nhất là bà con học để bà con biết được cái nghề và cụ thể là bà con tự xây được các công trình nhỏ của gia đình. À, cái thứ hai là nó có lợi cho bà con là khi đi làm ở các công ty dễ xin việc hơn, với lại cái thu nhập nếu mà bà con mà có chứng chỉ thì cái thu nhập của bà con nó sẽ cao hơn là so với người không có chứng chỉ. Cùng với đào tạo các nghề phi nông nghiệp gắn với lĩnh vực thế mạnh của tỉnh như dịch vụ, du lịch, công nghiệp, thời gian qua các địa phương cũng chủ động trong việc tổ chức đào tạo giúp nông dân nâng cao trình độ, có khả năng vận dụng vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao phù hợp với xu thế hiện nay. Người dân mà không thể đi học, không thể chuyển đổi được, đang làm nông nghiệp ở đó thì những người khác có khả năng thì anh sẽ tham gia vào các cái hoạt động dịch vụ, các cái hoạt động khác, từ đó thì mang cái thu nhập về để phát triển cái kinh tế ở địa phương và kéo theo là cái sự phát triển chung của cái địa phương đó thông qua các cái hình thức tham gia vào cái lực lượng lao động khác. Năm 2023, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh đào tạo mới bồi dưỡng nghề cho trên 15.300 lao động, trong đó trình độ cao đẳng là 1.250 người, trung cấp 3.250 người, sơ cấp và đào tạo thường xuyên gần 11.000 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh lên 67,7%. Kết quả này không chỉ tạo cơ hội việc làm cho hàng nghìn lao động, mà còn giúp họ tự tin hơn khi bước vào thị trường việc làm.